Ok, hãy xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình. Mình là Cả Đây. Và hôm nay mình sẽ mở một cái series sinh tồn mới. Và ok, series này liên quan tới những cây cúp VIP nha mọi người. Và mình sẽ cố gắng chế tạo những cây cúp VIP đó cho mọi người xem. Và sử dụng cây cúp VIP đó đào khoáng sản hay là những cái thứ khác ấy. Nói chung cúp thì chỉ có đào thôi đúng không? Chứ cúp mà tấn công thì chỉ có dùng mod gì hồi đó mình sử dụng đó mọi người, là mình chế tạo cái cúp đá nền á, nó cho mình sức tấn công là 99999 đúng không? Đấy, nhưng mà cái này không phải là mod nha, cái này là database. Và ok, không dài dòng nữa thì mình sẽ bắt đầu sinh tồn trong thế giới này để coi là mình chế tạo được bao nhiêu cây cúp nha. Và tất nhiên là mình sẽ sinh tồn lâu dài và chế tạo những cây cúp đó và sưu tầm ở trong cái ngôi nhà của mình, như mấy cái series sinh tồn kiếm hay là sinh tồn giáp các bạn còn nhớ không? À, các bạn hiểu chưa? Rồi ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu sinh tồn nha. Thì cái database này cũng chỉ có vài cây cúp thôi, nhưng mà toàn là những cây cúp xịn không à mọi người ạ. À, và mình đang spawn ngay trên cái hòn đảo các bạn ơi. Ôi vãi. Ở bên kia có một cái núi nha. Và đây là phiên bản 1.18 nha mọi người. Tại vì cái database này nó mới cập nhật lên phiên bản 1.18, cho nên là mình cấp bách mình tạo series mới và chơi cho mọi người xem luôn. 1.18 thì nó sẽ kèm theo những cái thứ mới đúng không? Cho nên chơi nó sẽ hấp dẫn hơn. Và những cây cúp này á cũng khó chế tạo lắm mọi người ạ. Chúng ta cần phải có nhiều kim cương cũng như là full netherite. Và các bạn yên tâm đi. Mình có sử dụng database mà, thì mình sẽ cài những cái database liên quan về kim cương hay là netherite cực kỳ dễ á, và sử dụng cho nó tiện các bạn ơi. Chứ bây giờ mà đi tìm một đống kim cương thì không biết khi nào nữa. Và để coi là những cây cúp này nó có chức năng đặc biệt gì nha mọi người. Lỡ may cúp nó kiểu đào một cục kim cương thành 99 kim cương thì sao đúng không? Ôi khoan, lần đầu tiên mà mình thấy chiếc thuyền nó như vậy luôn á mọi người ạ. À, cái này có phải là may mắn lắm không mọi người? Lần đầu tiên mình thấy cái thuyền mà nó lên đên trên mặt biển như vậy luôn. Thường á các bạn thấy mấy tàu đắm á, nó sẽ chìm ở dưới đại dương cũng như là nó bị phân hủy nửa đúng không? Mà cái thuyền này nó còn nguyên luôn. Bây giờ mình sẽ lập tức bơi ra cho bạn xem này. Ui, không thể tin được luôn các bạn à. Tí nữa thì mình sẽ chế tạo cái bàn rafting, chế tạo cúp à. Cái database này lần trước mình cũng sử dụng rồi các bạn, nhớ cái sinh tồn kiếm không? Đấy, cái này nó cũng cùng một tác giả luôn. À, mình hiểu rồi, là do cái đáy biển nó gần quá cho nên cái thuyền nó như vậy á mọi người. Nhưng mà hiếm lắm, hiếm cực kỳ mới thấy được cái thuyền nó như vậy luôn á. Ui, còn nguyên quẹn luôn. Wow, đây nè mọi người, xịn không? Lần đầu tiên mình thấy cái vụ này luôn á. Bây giờ mình sẽ vô trong mình lấy rương nha. Ở đây có một cái rương này. Wow, mới vô mà được nhiều sắt với emerald như vậy rồi. Tuyệt vời không mọi người. Dạ, và ở dưới nó còn một cái rương nữa nha. Không phải hết đâu. Đây nè mọi người, ở trong cái cửa này có kho báu. Đó, biết ngay mà. Bên đây có một cái rương nữa này. Rương này thì dởm nhưng mà cứ lấy đi ha. Dạ, và mình sẽ bơi lên phía trên lại nè. Ok, kho báu thì mình thấy nó khá là xa. Các bạn thấy cái chấm của mình nó có nhỏ xíu à. Ấy, không biết khi nào đi tới đó được nữa. Mình được giáp nè mọi người, giáp da nha. Có còn hơn không đúng không? Ok, mình được cả sắt luôn, quá tuyệt vời. Rồi bây giờ mình sẽ bơi tới một cái hòn đảo khác nha. Tại vì chỗ này sao mà sinh tồn. Thôi bây giờ mình cứ bơi vòng vòng đi, mình tìm kho báu các bạn à. Ồ, cứ bơi đại đi, nếu mà thấy được thì mình sẽ tới đào, còn không thấy thì cứ bỏ đi. Ồ, cái chấm có vẻ nó to hơn rồi mọi người à. Vậy là mình đi đúng hướng rồi. Và mình phát hiện ở đây lại có một cái tàu đắm nữa. Chả hiểu kiểu gì luôn. Vậy, mới vô mà kiểu đi khám phá đại dương rồi, xịn cực kỳ luôn. Dạ, và để coi tàu đắm này nó có gì nha. Mình sẽ ăn một cái bát súp đáng ngờ này. Ồ, súp này nó cộng cho mình cái gì đó. Nhanh quá mình không kịp thấy các bạn à. Qua đây mở rương này. Ô, khoai tây rồi, súp đáng ngờ nữa này. Thở một cái rồi mình sẽ xuống phía dưới mình lấy thêm một cái rương nữa nha. Ô, lại một cái kho báu nữa. Đây mọi người ơi, hai cái kho báu chắc chắn là sẽ giống nhau rồi. Để mình cho các bạn coi này. Đấy, y chang nhau luôn, không khác gì luôn á. Kho báu là nó vậy á mọi người, chỉ có một cái giống nhau ở gần thôi. Ủa, mình bơi đi hướng nào vậy ta? Bây giờ có thể là mình sẽ bơi về lại cái chỗ cũ á. Ui, khoan, mình phát hiện ở đây có một cái cánh cổng địa ngục này. Bây giờ thì mình có nên chế tạo cúp sắt không ta? Thôi, khỏi đào vàng đi ha, xuống chủ yếu lấy cái rương thôi. Wow, có hai cái cúp vàng mọi người ạ. Đây là thứ mình lượm được nè, hắc diện thạch. Rồi hai cái cúp, ui, hai cái cúp này mà ép vô nhau thì hết chê luôn á mọi người ạ. Sửa chữa với lại hiệu suất 4. Enchant khá là ngon. Và mình được cái bật lửa luôn, xịn không? Và cúp vàng thì nó không đào được vàng mọi người ạ. Chịu thôi, ui, hết hồn ạ. Mình phát hiện ở đây có một cái chỗ tụi zombie chết đuối này. Ồ, mình vẫn chưa tới được cái dấu ích mọi người à. Hình như nó xa quá. Ồ, nó đông. Nhìn kìa, cái tụi đầu rêu này nó đang chiếm giữ cái tòa tháp dưới mặt nước à. Ui, một cái đồi rừng bạch dương luôn. Thôi bỏ đi, đông quá. Lỡ mày gặp cái con ninh ba nó phóng cho hai cái là chết đó mọi người à. Vậy là mình không phát hiện được kho báu rồi. Mình nên đi lên cái chỗ này luôn. Rồi sau đó mình mai đá, mình làm vài số thứ. Ui, nó cao. Ui, có cái rừng bóng tối luôn kìa mọi người, nó cao vãi. Trước hết thì mình sẽ dùng cúp hiệu suất mình đào đá này.
Thôi nó nhanh. Nó nhanh thì khỏi nói luôn các bạn. Thôi mình đào cho nó vỡ luôn đi. Rồi ok. Được 32 cục đá nha. Cúp có 32 độ bền thôi mọi người ạ. Vãi thì chứ. Mình sẽ ráp thêm một cái lò nung này. Rồi sau đó mình sẽ... Ôi khoan. Để mình coi lại cái công thức đã. Như nào ta? À đúng rồi. Mình cần đá cuội với lại đá mịn đúng không? Bây giờ thì mình sẽ bỏ gỗ vô. Mình nung cái đá cuội này lên thành đá mịn trước cái đã. Wow, nhìn này mọi người, đẹp cực kỳ luôn. Wow, xinh chứ chơi. Wow, ba cái biome một chỗ luôn nha. Rừng thảo nguyên, rừng bóng tối, rừng bạch dương. Ủa có emerald luôn kìa các bạn thấy không? À. Ủa cái lò nung mình để đâu rồi? À bên đây. Chà tí quên. Rồi nung đá thường lên thành đá mịn này. Mà không biết cái custom raptor này nó chế tạo được hay không nữa. Các bạn còn nhớ cái sinh tồn kiếm lần trước không? Trời, làm một hồi luôn rốt cuộc cũng không chế tạo được. Trời cũng sắp tối rồi, mình cũng không có len nữa. Mình tính là chế tạo cây cúp giường á, nhưng mà không đủ len để chế tạo rồi. Chắc là mình sẽ đi tới dân làng mọi người ơi, tìm giường luôn. Với lại tới chỗ dân làng thì chúng ta dễ sinh tồn hơn. Và đây, chúng ta cần một cái đáp thinh bình thường rồi chế tạo theo cách này. Đó là mình đã có cái custom raptor nha mọi người. Cái này thì hình như là dùng cúp để đập lại thì phải á. Đó, phải vậy chứ. Đây là custom raptor nha mọi người. Có cái này mới có thể chế tạo được mấy cái cúp trong cái database này á mọi người ạ. Mình sẽ lấy lại raptin cũng như là lò nung nha. Bây giờ thì mình sẽ dùng sắt mình chế tạo cái kéo này. Lát nữa mình đi cắt len nha. Trong tập này á mình muốn là chế tạo cúp giường cũng như là mình muốn chế tạo cúp gì ta? À cúp than mọi người ạ, cúp diamond. Than thì dễ tìm đúng không? Chỉ cần leo lên cây đào thì được rồi. Nhưng mà hơi nguy hiểm. Ôi tính ra nãy giờ mình không bị đói luôn á. Do mình ăn súp hay gì đó mọi người. Mình cần qua bên thảo nguyên. À có cừu các bạn. Yeah. Cuối cùng cũng được ngủ rồi. Đây cắt lông cừu này. Một lần cắt được 3 len. Xịn vậy. Rồi lập tức chế tạo cái giường luôn. Ngủ tại chỗ. Ui Reaper kìa. Sợ vãi. Phải ngủ nhanh các bạn à. Mình sợ ban đêm lắm. Rồi lấy lại cái đáp thinh. Sau đó mình đi cắt lông cừu nha. Mong là những con cừu này nó sẽ cho mình nhiều len. Ôi một lần cắt được 3 len, xịn không mọi người. Ui nó đông đi khỏi nói luôn. Ui ôi mạnh gì. Đấy cắt hết len ở đây luôn. Ôi được 8 len rồi. Chỉ cần một len nữa thôi mọi người ạ. Đây là con cừu đen. Trời ơi cừu đen thì làm gì cho mình len trắng. Để mình qua bên thảo nguyên mình tìm nha. Ồ thảo nguyên có vẻ ngắn các bạn à. Ôi rừng spam. Quá. Ui một chỗ mà năm cái bay ôm. Ôi tin được không mọi người. Rừng bóng tối nè. Rừng bạch dương. Rừng thảo nguyên. Ủa không có khu rừng bình thường các bạn à. Vậy có 4 thôi. Ui có rừng spam ở đây luôn. Không thể tin được luôn các bạn à. Đúng là Minecraft 1.18 ha. Mình sẽ xuống phía dưới này. Mình biết là con cừu nó sẽ mọc lên lại mà. Cắt này. Rồi chạy. Chạy 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 chạy. Con scare khốn này. Rồi mình sẽ ăn bát súp này luôn. No. Bát súp độc. Ui độc 9 giây. Vãi à. Cây thì ăn nhầm bát súp độc các bạn kìa. Rồi bây giờ thì mình sẽ chế tạo cúp len nha mọi người. À, không phải cúp len mà là cúp giường. Mình chế tạo 3 cái giường này. Đó. Rồi sau đó bỏ vô chế tạo giường thôi. quên chế tạo cúp giường chứ tự nhiên chế tạo giường à. Rồi pillow bedded độ mềm mại. Cúp độ mềm mại các bạn à. Mình sẽ chế tạo một cây rìu đá nha mọi người. Để mà mình đập cái rafting cho nó lẹ. Rồi tiếp tục ăn súp may mắn nha. Đây là súp may mắn các bạn à. No, súp xui xẻo. Ừ, có tưởng ăn vô đường may mắn. Ai ngờ ăn vô xui xẻo cay đó nhờ. Rồi để coi là cúp này đào như thế nào nha. Ui nó đào chậm thì khỏi nói luôn. Ôi nhưng mà nó có độ mềm mại các bạn à. Độ bền của nó là 250. Bằng cúp sắt luôn nha. Xịn 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 xịn. Vậy là có cúp này thì mình muốn lấy được block nào cũng được hết. Tại vì nó là độ mềm mại mà. Đó, lấy được block đá nè. Rồi lấy được block gì nữa ta. Mấy cái block không sẵn luôn. Mình nghĩ là cúp này nó chỉ có độ mềm mại thôi chứ nó không còn cái gì nữa. Ok thôi chế tạo cúp giường như vậy là được rồi. Mới vô mà chế tạo được cái cúp xịn là quá ok rồi đúng không mọi người. Dạ và mình sẽ đi đào than để làm cúp khác nha mọi người. Mình cần 4 block than. 8 khoai tây độc các bạn à. Sao mình lượm nhiều khoai tây độc quá trời. Rồi bây giờ mình sẽ đào than nha. Mình sẽ dùng cúp sửa chữa để đào than. Tại vì cúp này là cúp sửa chữa mà. Đào nó sẽ không bao giờ hỏng. Xịn không xịn không. Ôi thế là mình được một block than rồi. Easy không. Chỗ này là vùng núi cho nên là đào than rất là dễ luôn. Đây nha, mình sẽ leo lên phía trên mình đào luôn. Chỗ này nó hơi phức tạp các bạn à. Ok, phải cố gắng thôi. Núi mà. Yeah, thế là được khoảng 25 cục than. Vẫn chưa đủ các bạn ơi. Tiếp tục nha, trên núi thì rất là nhiều luôn. Nhưng mà cao quá. Ai mà leo lên đó nổi. Ồ, có sắt luôn, tuyệt vời.
Ơ khoan khoan khoan, sắt thì mình đào bằng cúp đá mọi người ạ, đào bằng cúp này là toang ấy. Các bạn cứ tưởng cúp vàng sẽ đào được sắt hả? Không đâu, cúp vàng chỉ đào được than đá thôi, không có đào được sắt đâu. Sắt là các bạn phải dùng cúp đá. Ô mình không ngờ có một cái hẻm núi nó đẹp tới vậy luôn á mọi người ạ. Than trời ơi nó nhiều cực kỳ luôn. Ui có cái hầm kìa mọi người, các bạn thấy đá cuội không? Thấy đá cuội rồi các bạn hiểu rồi đúng không? Cái hầm skeleton hoặc là cái hầm nhện. Cái hầm skeleton cửa nhện. Ui cái hầm skeleton cửa nhện nha mọi người. Mình sẽ lấy đuốc này thắp sáng vô cho nó khỏi spam. Nó đang bị kẹt mọi người ạ, do con nhện nó ngu người nó leo lên trên ấy, rồi kẹt con skeleton luôn. Con nhện ngu này ơi, hại chết đồng đội của nó luôn các bạn ạ. Xui vãi. Mình sẽ lấy thuốc súng nha, mình rất là cần thuốc súng luôn để làm TNT các bạn ơi, hiểu rồi đúng không? Ôi rất là nhiều xương này, rồi có cả yên cưỡi luôn. Mình sẽ lấy yên cưỡi với lại bột xương, lấy stone luôn. Rồi sẽ đập cái lồng spam này đi. Như bạn sẽ bảo là, ủa sao anh không dùng cấp độ mềm mại để đập lồng spam? Ơi, không có bộ này đâu nha. Rồi tiếp tục mình sẽ ăn cà rốt để hồi máu. Trời sao than nó phân bố cao cao không gì trời, sao mình đào được? Phải thấp thấp để mình còn đào được chứ. Mới được 24 mà. Bây giờ thì mình sẽ lấy cái raptin ra mình chế tạo khối nha, khối than. Là được có hai khối à, vậy là mình cần thêm hai khối nữa. Mình sẽ bỏ vài số thứ không cần thiết đã. Thịt thối này, rồi sợi chỉ à. Thôi, khoai tây, rồi cái bát luôn. Wow, có rừng cao cao luôn kìa mọi người. Rồi, chỗ này nó nhiều biome vậy, chóng mặt luôn á mọi người ạ. Mình muốn mai quá nhưng mà cao quá. Mình sẽ qua bên kia đi, cho nó gần, chứ chịu rồi. Đấy, cái cúp vàng nãy giờ mình đào khá là nhiều nhưng mà vẫn không bị gãy, xịn luôn. Có sửa chữa nó phải vậy. Rồi, mình nghĩ là nhiêu đây than là đủ luôn rồi ấy. Quá trời luôn. Với cây cúp vàng đào nhanh như vậy thì tiết kiệm rất là nhiều thời gian các bạn à. Thì mình mong là các bạn sẽ ủng hộ series này. Nếu mà video này đạt 5.000 like thì mình sẽ tiếp tục làm tập tiếp theo cho mọi người xem. Còn nếu mà không đạt đủ thì các bạn cũng hiểu đúng không? Thì mình sẽ kiếm một cái gì khác để chơi. Chứ không được ủng hộ thì chơi nó sẽ rất là buồn các bạn à. Đấy, mình mong là các bạn sẽ ủng hộ. Bạn nào chưa đăng ký thì nhớ đăng ký kênh mình nha, để kênh mình sớm đạt 1 triệu sub. Có nút vàng khoe với mọi người. Và đây, mình sẽ chế tạo thêm hai khối than. Rồi, sau đó mình đặt cái custom raptor à. Chế tạo ở khoan khoan lộn rồi, chế tạo que thì chế tạo bên này. Vãi, vậy là mình cần phải có sắt à, hên quá. Hồi nãy mình có mang tí sắt, mình cần phải có một cái cúp sắt mới update lên được mọi người ơi. Wow, cái rừng cây cao nó cao mà nó còn cao ở trên núi nữa. Nhiều cái cao quá mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ lấy sắt ra ngoài. Mình chế tạo một cây cúp sắt này mọi người. Sau đó ấn vào custom raptor nhưng mà nó bị lỗi hay sao đó mọi người ạ. Rồi, mình sẽ đặt than xung quanh như vậy rồi đuốc xung quanh. Đó, các bạn nhìn cái đuốc kìa. Ủa rồi thế là mình chế tạo được cây cúp giường này rồi, cây cúp đuốc ấy các bạn thấy không, còn cả đống cúp này có hiện công thức ở đây luôn á. Rồi các bạn thấy là nó khó chế tạo đúng không? Cái emerald thì nó cũng hơi khó này, tại vì mình dùng cúp kim cương á. Còn mấy cái kim cương đỏ hay là kim cương khổng lồ á thì mình sẽ tìm cách để chế tạo nha. Và cây cúp vip nhất là cây cúp đầu lâu khô héo nè mọi người. Wow, xịn không đó. Nên là các bạn muốn mình chế tạo nhiều á thì nhớ ủng hộ mình mạnh nha. Và cái cúp này khi cầm trên tay nó sẽ phát sáng á ta, mình cũng không biết nữa, để coi nha. Trước hết thì mình cần tìm một cái chỗ nào đó để xây nhà, rồi sau đó bỏ những cái cúp này vào trong nhà mọi người để sưu tầm đúng không? Nhưng mà cái vùng này hơi khó ở ấy, tại vì toàn là núi không à. Làm sao để đặt đuốc cái ta? Hay là mình cầm tay này là phát sáng, mình cũng không biết nữa. Để mình tìm một cái hang nào đó đã. Chỗ nào tối ta? Khoan nha. Bây giờ mình sẽ xuống phía dưới này. Đấy, mình lắp lóc và cầm cái cúp lên. Không sáng à. Hiểu rồi. Là mình mai như vậy á thì cái đuốc nó sẽ tự đặt ra luôn và nó sẽ làm sáng cái khu vực mai của mình. Ủa hình như là mai thẳng mới được chứ mình mai ngang thì nó không được các bạn ơi. Thế là được cây đuốc rồi. Mình hiểu cái cúp này rồi mọi người ạ. Mình hiểu rồi các bạn à. Đây, mình bấm F3 lên đúng không? Là nó sẽ có cái độ sáng này, cái chỗ line này mọi người là 9 block. Nếu mà nó xuống là độ sáng không á, nó mới xuất hiện cây đuốc các bạn ơi. Đó, các bạn thấy không? Là chỗ nào mà nó tối cực kỳ tối luôn á thì nó mới xuất hiện cây đuốc. Đấy, đó là cái cúp độ sáng á mọi người, hay không? Hay cực kỳ luôn ấy chứ. Rồi thì tập sau mình sẽ tìm đường tới dân làng nha mọi người, và tập sau mình sẽ cố gắng chế tạo cúp TNT và cúp kim cương hoặc là cúp emerald đó, nếu mà các bạn còn ủng hộ series này. Và đừng quên để lại cho mình một like cũng như comment phía dưới là fan guide để mình thả tim nha. Và bây giờ mình đi tới cái chỗ dân làng gần nhất đây, có cả slime ở đây này, mình sẽ tiêu diệt con slime rồi tới đó nha mọi người. Anh